cho lục nẹ không bỏ mát. Bởi sân bao chìa lục nẹ dốt sọc khơi như rừng tiếng phạm dạng ní. Lục nẹ trời tại bóng bởi giác. Có bỏ tay vì chìa bỏ phân nôl à cỏ khăn chì tì bóng phần. Lục nẹ nàng bởi giam bật chì tì mẹ trái. Bởi sân bao chìa lục nẹ nàng bàn dốt sọc khơi như rừng rái. Đã nâng lực dọc mọc bằng hành tiếng phạm dạng ní. Viết trở bàn kỳ chư tha, kỳ chư đầm rồi đàn bằng hành tha. Nẹ nâng ai chụp ở nơi rừng rai ạc rõ, rưu có rừng ạc của xo nà mũi, nơi bếp khẳng mục dễ chế mạnh khán. Đó chân này hơi, nẹ cụ tay bằng cao ơn cả bằng bởi giặt, oi bàn chụp trên địch. Ai lần ní chẳng đăng tha sổ bần khơi như rừng rai tiền phạm dạng nú, cứ chờ rừng rai ở vầy khá. Ai lần ní xông nô mà rộng bởi giam mật lúc này niếng, tớ tam đan chì mùi nình dương khu nhóm đối tỏ. Tí mùi, yếu sắp khuyên cắt sọ sạch trời. Và sân bài chìa lục nè niếng, sau bánh khuyên thà nè cùng phong tại cắt sọ mà nụ nà mà nè, đài chìa cú bà chè nhàng nè, rưu chìa mà nụ đài nè mình cho chết. Nụ miên đầy thà, miên mà nụ cùng phong chìa dìm riêng sẻ đồng nà ớ, nơi chì vật ở rộ bà nè. Rưu ai chìa kà rè riêng, kà làng tu nè tì thà nà, nơi còn lại kà nghi ở rộ bà nè chìa đàm. Nóng cầm lòng bề ní, nẹ trao tay bằng càng cả prong bởi giác nơi rõ cạch cả nghe tương lai. Chỉ viên miên cầm hồ chí con nà mùi cả lớn, hai cầm chôn ký nâng tốc chất nô nà mà nẹ khẳng bí. Chỉ vì sấy, cầm pháp bị ạch cầm bắn, rưu phản cá rõ bà nẹ tới căn kê chơi đạch khát. Tí bì, yêu sắp khơn chơi lối nơi đợt tì. Person bài chân ở khnông sâu bần ở bà lục nế, công phong tài miền cả khóa khát, hai rốt ở rộng tật cháy lùi kể nú. Nú cư biểu bồn nâng bánh hà lùi cá, đài viên nâng cạt miền khnông chạy chi vật ở bà nế bất bà còn. Cá sâu bần khơi bài ní, viên cư chia bà phân hồn ạc rõ mũi, đài bà miền tha, nế nâng ai cạt miền xâm năng ạc rõ, cho một khnông chi vật ở bà nế, nếp bếp khăn mộng. Nế ác chú bà tên nâng bánh hà mùi chùm nún, biểu bồn tên nâng cạt khát bóng lùi cạp xìm xín. Hãy chia giếm bạp khuôn anh ở bàn trả ơn, thả bỏ giáp công bằng có cầm hấu, mình thả tài ca rộng xí rứ cả nghĩ, chỉ viên rộng bột liệp thống, rứ phao châm nành đài thêm nâng thay lệ mộng nụ. Tí bảy, yêu sắp khơi miền phong mà nụ, mộc viên thua bạp nẹ. Bởi sân bài chức nông sâu bánh, nẹ khơi tham miền phong mà nụ mùi cổ rống, mộc trả bạch có, mộc viên thua bạp nẹ nụ. Nếu cứ chưa bỏ phần nôn, mất là ổn hồ lợi, trong bó sọc cập hiệp ở rộ bà lục nè. Nè cụ tài bằng càng cả bằng bởi giác, bởi nè ách nâng thật lệ khá luôn trừ phềm phềm, hai bị bạc khá nông cạp chia bàn. Bạc ní cho bạc khá luôn ánh, ai lên kể lại ở bàn trả ơn, rư hạt bạc ở bàn chia bạc chấm. Nâng tổ tu tiên à hạ đàm miễn chi về chết là ổ, hai tổ tu tiên ở rộ bà ná, đà là ổ trong bó sọc cập hiệp ở rộ bà lục nè. Tí buồn, yếu sắp khơi ảnh đạt phương rồi luật. Ảnh đạt phương, cứ đồng nàng ai cả áp hiệu vật nấy chỉ vất ở rộ bà nụ mà nè mà nè. Còn bàn tay bà nè yếu sắp khơi thả viên rồi luật bà tứ, nụ mẹ nè tha chỉ vật nè bà còn chỉ chút bà nhà hời. Ác để dạy bàn tha, vì ai chỉ bà nhà càng nghĩ, rư ca ở rộng xí rộ bà nè. Nâng chút hòa lòng bà đài màn ai đang tốc chế mốt nụ tì. Lờ tay bì ní, bà cả có miền ca khát bóng, nâng miền cổ mùi chùm nún, ai đang cắt miền xâm rạp nè khoang đài. Tí pram, yếu sắp khơi sắt cần đó, viên lơ mà nụ. Ba sổ bánh khơi bài ní, nụ mẹ này thả, miên mà nụ cầm phong phía giếm, rớt vị thi bằng phản kê chấm mọt ở bản nế, nơi chồng phong một nét đợt tì. Bù kê pra cực có vị thi tiền ó, chẳng ai tài nẹ khôi kê chấm mọt, khôi kê tử yếu, bắt bóng, ỏ phép giá ạc xóm. Hai nét rơ tài chỉ là vội bằng thèm tít, khăn nông ca ở rộp ăn mà nụ, nâng ca pra sài tiện tông, chỉ mỗi nâng nô nà mẹ nè. Tùm rung mà rèm chướng, ách bằng chìa ông bì chốt lì xáy. Rưng ra xin hà, nâng bốc cơ lực lạc hành nạ rồi bỏ bốc cơ mà nẹ bán nhạc cho bà. Lông nâng nâng bây giờ mất trẻ tìm mê trấy, miền video chìa tràn mọc hơi. Đại dân khách nhóm bán đọa sông, nơi cơ bù nở rẹo vật chìa,
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដូចជាជោគនិស័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗអាស្រ័យទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃស្រីរាងកាយរបស់មនុស្សយើងដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងបានដកស្រង់នៅក្បួនរយៈវិជាថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទម្រង់បរិមជើងចំនួន3ប្រភេទដែលប្រភេទទាំង3ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈអត្តចរិតក៏ដូចជាជោគនិស័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗបានយ៉ាងច្បាស់ថែមទៀតផង ឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើទម្រង់នៃម្រាមជើងទាំង3ប្រភេទនោះមានទម្រង់ម្រាមជើងបែបណាខ្លះហើយថាតើវាត្រូវជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដូចជាជោគនិស័យរបស់លោកអ្នកបានប៉ុន្មានភាគរយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងទៅតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅ ទី 1 បុគ្គលដែលមានម្រាមមេជើងវែងជាងគេបង្អស់ ប្រសិនបើជាលោកអ្នកនាងមានមរិយាមេជើងវែងជាងគេនោះមានន័យថាវាសនារបស់អ្នកគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដោយសារតែបុគ្គលដែលមានសភាពមរិយាជើងបែបនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរកលុយកាក់ជាធំពួកគេក៏ជាប្រភេទមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងរឿងការងារនិងត្រូវបានឋានៈលើពេញចិត្តនិងជឿទុកចិត្តជាដើមហើយនេះក៏ជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងជាបុគ្គលដែលចេះគិតដល់អនាគតបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ដោយឡែកបើងាកមកនិយាយអំពីជីវិតស្នេហាវិញបុគ្គលប្រភេទនេះមិនសូវជាមានភាពផ្អែមល្ហែមក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគេមិនមានចិត្តស្មោះនោះទេគ្រាន់តែពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលមិនសូវចូលចិត្តភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះដៃគូរបស់គេ ទី 2 បុគ្គលដែលមានម្រាមជើងទាំងអស់មានប្រវែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានទម្រង់ម្រាមជើងបែបនេះត្រូវបានរដ្ឋវិទ្យាកំណត់ថាពួកគេគឺជាប្រភេទមនុស្សស្មោះត្រង់មិនសូវចូលចិត្តជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគំនិតមួយនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកមានឱកាសផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជំនួសមកវិញពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលមានជីវិតពោរពេញទៅដោយភាពសុខដុមរមនាមិនមានការឈ្នានីសឬក៏ហត់នឿយនឹងការគិតច្រើនពេកនោះទេ ទី 3 បុគ្គលដែលមានម្រាមជើងចង្អុលវែងជាងគេប្រសិនបើអ្នកគឺជាបុគ្គលដែលមានម្រាមជើងចង្អុលវែងជាងគេដូចរូបភាពដែលយើងបានបង្ហាញនេះនោះជីវិតរបស់អ្នករលូនវាសនារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាអនាគតគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្តូរឬក៏ច្របូកច្របល់ច្រើននោះឡើយនៅរយៈពេលក៏បានកំណត់ទៀតថាបុគ្គលដែលមានម្រាមជើងបែបនេះរឿងលុយកាក់គឺមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ មានន័យថាខ្វះក៏មិនខ្វះហើយសល់ច្រើនពេកក៏មិនសល់ច្រើនពេកនោះដែរបុគ្គលដែលមានទម្រង់ម្រាមជើងបែបនេះពួកគេមិនត្រូវបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនពេកនៅក្នុងជីវិតនោះឡើយហើយបើចង់បានជោគជ័យជាងនេះពួកគេត្រូវតែហ៊ានចេញពីរង្វង់សុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនមានន័យថាពួកគេត្រូវតែចេញក្រៅផ្ទះឲ្យបានច្រើននិងរៀនទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ បាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដូចជាជោគនិស័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលក្បួនរយៈវិជាកំណត់សម្គាល់តាមរយៈនៃទម្រង់ម្រាមជើងទាំង3សន្តានចុះចំណែកប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះថាតើប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងមានទម្រង់ម្រាមជើងមួយណាដោយទី 1 ដោយទី 2 ឬក៏ដោយទី 3 ហើយថាតើការកំណត់របស់រយៈវិជាវាត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកបានជួបប៉ុន្មានភាគរយ សូមជួយខមមិនម្នាក់មួយនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងផងដែរអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត